bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Hãng tin CNN đưa tin, một nỗ lực ám sát nhằm vào ông Trump đã xảy ra trên sân golf West Palm Beach, cách không xa dinh thự Mar-a-Lago lúc 14 giờ chiều ngày 15 tháng 9. Ông Trump trong bài đăng trên trang web gây quỹ vào tối ngày 15 tháng 9 khẳng định vẫn an toàn và tuyên bố quyết tâm của bản thân phải mạnh mẽ hơn sau vụ ám sát. Ông Trump viết, mọi người đừng sợ hãi, tôi vẫn khỏe mạnh và an toàn. Quyết tâm của tôi chỉ càng mạnh mẽ hơn sau mỗi nỗ lực ám sát. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc, tôi sẽ không bao giờ đầu hàng. Tôi luôn yêu quý mọi người vì đã ủng hộ tôi. Thông qua sự đoàn kết, chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Ở một diễn biến có liên quan, tờ Bưu điện New York cho biết, đối tượng thực hiện vụ ám sát ông Trump lần này tên là Ryan Rush, 58 tuổi, từng là một công nhân xây dựng ở thành phố Greensboro thuộc bang Bắc Carolina. Được biết, Ryan Rush từng ủng hộ ông Trump trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Tuy nhiên, người đàn ông này đã vỡ mộng khi ông Trump trở thành ông chủ Nhà Trắng. Bưu điện New York trích bài viết của Ryan Rush trên mạng xã hội X ngày 11 tháng 6 năm 2020. Khi ông ấy là sự lựa chọn của tôi vào năm 2016, tôi và cả thế giới hy vọng Tổng thống Trump sẽ khác biệt và tốt hơn ứng viên còn lại. Nhưng tất cả chúng tôi đều rất thất vọng và có vẻ ông Trump đang trở nên tồi tệ hơn. Sự hiện diện của nhà lý luận âm mưu cực hữu Laura Loomer bên cạnh ông Trump trên đường vận động tranh cử những ngày gần đây đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về ảnh hưởng của cựu ứng viên nghị sĩ này đối với ông. Nhà lý luận âm mưu nổi tiếng. Hãng tin CNN và NBC News cho biết, bà Loomer nổi tiếng với những lời lẽ chống Hồi giáo và phát tán các thuyết âm mưu, gồm cả thông tin rằng vụ tấn công khủng bố nước Mỹ vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 là việc làm nội gián do chính phủ Mỹ thực hiện. Bà Loomer xuất hiện cùng ông Trump tại một sự kiện diễn ra vào ngày 11 tháng 9 để tưởng niệm các nạn nhân trong sự kiện trước đó 23 năm, khiến nhiều người phải nhướng mày và tỏ ra phẫn nộ. Ngoài ra, hồi đầu tuần, cựu ứng viên nghị sĩ 31 tuổi này đã tới Philadelphia bằng máy bay của ông Trump để dự cuộc tranh luận tổng thống diễn ra ở thành phố này. Có lẽ khoảnh khắc đáng nhớ nhất của cuộc tranh luận chính là lúc ông Trump nhắc lại một tuyên bố vô căn cứ rằng những người nhập cư bất hợp pháp từ Haiti đã ăn thịt vật nuôi trong nhà ở một thành phố nhỏ của Ohio. Ông Trump nói, họ đang ăn thịt vật nuôi của những người sống ở đó. Các viên chức thành phố sau đó khẳng định không có báo cáo đáng tin cậy nào cho thấy việc ăn thịt vật nuôi thực sự đã xảy ra. Theo hãng tin BBC, cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố, ông nghe được thông tin trên truyền hình. Tuy nhiên, giả thuyết vô căn cứ đó lại do bà Loomer phát tán một ngày trước cuộc tranh luận. Ngày 9 tháng 9, bà Loomer, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, kiêm chuyên gia bình luận bên lề, đã nhắc lại tuyên bố vô căn cứ trên với 1,2 triệu người theo dõi bà trên mạng xã hội X. Mặc dù mức độ tiếp cận của bà Loomer với ông Trump vẫn chưa rõ ràng, nhưng bài đăng của nhà lý luận âm mưu này và sự hiện diện của bà ở Philadelphia đã khiến một số đảng viên Cộng hòa đổ lỗi cho bà về việc cựu Tổng thống đưa ra tuyên bố vô căn cứ tại buổi tranh luận. Một nguồn tin ẩn danh có quan hệ thân thiết với chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump nói với hãng tin Semaphore rằng họ lo ngại 100% về sự gần gũi của bà Loomer với ông Trump. Tuy nhiên, một nguồn tin khác nói với Semaphore rằng bà Loomer không can thiệp vào quá trình chuẩn bị tranh luận và cho biết bà là một người tích cực. Bà Loomer hiện chưa trả lời bình luận, song trên mạng xã hội X trước đó, nhà lý luận âm mưu này từng tuyên bố bản thân hoạt động độc lập để giúp đỡ ông Trump, người mà bà gọi là hy vọng cuối cùng thực sự của đất nước chúng ta. Người chuyên phát tán giả thuyết vô căn cứ. Bà Loomer chào đời tại Arizona vào năm 1993 và mô tả bản thân là một nhà báo điều tra. Từng là bình luận viên cho các tổ chức như Project Veritas và InfoWars. Năm 2020, với sự trợ giúp của ông Trump, bà tranh cử vào Hạ viện với tư cách là ứng viên của Đảng Cộng hòa tại Florida, song không thành công. Hai năm sau, bà lại tái tranh cử và tiếp tục thất bại. Hiện giờ, bà Loomer nổi tiếng là người tích cực ủng hộ ông Trump và phát tán một loạt thuyết âm mưu, gồm cả bà Harris không phải người da màu. Con trai của tỷ phú George Soros đã gửi những thông điệp bí ẩn kêu gọi ám sát ứng viên Tổng thống Donald Trump. Những bài đăng vô căn cứ đó khiến bà Loomer bị cấm khỏi một số nền tảng, bao gồm Facebook, Instagram. Bà thậm chí còn bị cả Uber và Lyft cấm cửa vì đưa ra những bình luận xúc phạm về tài xế Hồi giáo. Bà Loomer thường xuyên tham dự các sự kiện ủng hộ ông Trump và trước đây từng xuất hiện tại dinh thự Mar-a-Lago của ông ở Florida. Đầu năm nay, bà đã đi máy bay của cựu Tổng thống Trump đến Iowa, nơi bà được ông hô vang tên trên sân khấu tại một sự kiện. Bạn muốn cô ấy ở bên mình, ông Trump nói. Cựu Tổng thống cũng đã chia sẻ một số video của nhà lý luận âm mưu này trên Truth Social. Năm ngoái, tờ New York Times đưa tin, ông Trump đã tỏ ý muốn thuê bà cho chiến dịch tranh cử, nhưng đã nhượng bộ sau khi các trợ lý cấp cao bày tỏ lo ngại bà có thể gây tổn hại đến nỗ lực tranh cử của ông.
Ngày 15 tháng 9, theo giờ địa phương, người phát ngôn cơ quan mật vụ Mỹ ra tuyên bố cho biết, cơ quan mật vụ phối hợp với văn phòng cảnh sát trưởng quận Palm Beach đang điều tra một sự cố về công tác bảo vệ liên quan đến cựu tổng thống Mỹ Donald Trump xảy ra ngay trước 14 giờ. Cựu tổng thống an toàn, văn phòng cảnh sát trưởng quận Palm Beach sẽ sớm có thêm thông tin chi tiết. Truyền thông Mỹ cho biết thêm, ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng mật vụ đã đưa ông Trump khỏi hiện trường tới nơi an toàn trong khoa sở cảnh sát địa phương, cho biết họ sẽ tổ chức một cuộc họp báo về vụ nổ súng này. Cùng ngày, giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Stephen Chung, cũng thông báo rằng ứng cử viên Đảng Cộng hòa vẫn an toàn sau tiếng súng nổ gần ông và hiện tại không có thêm thông tin chi tiết nào. Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố rằng tổng thống Joe Biden và phó tổng thống Kamala Harris đã được thông báo về vụ việc và cảm thấy nhẹ nhõm khi biết ông Trump vẫn an toàn. Con trai của ông Trump dẫn nguồn từ cơ quan thực thi luật pháp địa phương cho biết họ đã phát hiện một khẩu súng AK-47 trong bụi rậm và đã bắt giữ một nghi phạm. Ứng cử viên Đảng Cộng hòa, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump từng bị thương trong một vụ ám sát ở Pennsylvania vào ngày 13 tháng 7, chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử có khả năng sẽ rất căng thẳng vào ngày 5 tháng 11. Trong đó, ông sẽ phải đối đầu với ứng cử viên Đảng Dân chủ là phó tổng thống Mỹ bà Kamala Harris. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đã an toàn sau vụ việc mà Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cho biết có vẻ là một nỗ lực ám sát vào ngày 15 tháng 9 từ bên ngoài sân golf của ông Trump ở West Palm Beach, bang Florida. Các quan chức thực thi pháp luật cho biết trong một cuộc họp báo buổi chiều ngày 15 tháng 9 rằng tay súng đang ở trong một số bụi rậm gần ranh giới của sân golf khi các mật vụ đang dọn dẹp các lỗ hổng an ninh để bảo vệ ông Trump và họ đã phát hiện ra một nòng súng trường trong bụi rậm. Các đặc vụ đã đối đầu với tay súng và bắn ít nhất 4 viên đạn vào khoảng 1 giờ 30 phút chiều ngày 15 tháng 9. Sau đó tay súng đã vứt khẩu súng trường, hai chiếc ba lô và các vật dụng khác rồi bỏ chạy trên một chiếc xe Nissan màu đen. Cảnh sát trưởng quận Palm Beach cho biết một nhân chứng đã nhìn thấy tay súng và chụp ảnh chiếc xe cũng như biển số xe của hắn. Sau đó các nhà chức trách đã gửi cảnh báo đến các cơ quan trên toàn tiểu bang với thông tin về chiếc xe và lực lượng cảnh sát quận Martin ở lân cận đã dừng chiếc xe lại, bắt giữ nghi phạm trên đường I-95. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã lên lịch cho các sự kiện vận động tranh cử sắp tới tại Pennsylvania, Michigan và Wisconsin. Trong bối cảnh chiến dịch của bà tập trung chi tiêu vào các tiểu bang bức tường xanh khi ngày bầu cử 5 tháng 11 đang đến gần. Theo kế hoạch, bà Harris sẽ tham gia phỏng vấn với Hiệp hội Nhà báo Da đen Quốc gia tại Philadelphia vào ngày 17 tháng 9. Hai ngày sau, ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ sẽ tham gia cùng ngôi sao truyền hình Oprah Winfrey tại Michigan trong sự kiện được truyền hình trực tiếp mang tên Unite for America. Đoàn kết vì nước Mỹ của bà với 140 tổ chức cơ sở khác nhau. Trong khi đó, chuyến thăm Wisconsin của bà Harris vào ngày 20 tháng 9 sẽ là chuyến đi thứ tư kể từ khi bà bắt đầu chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng vào tháng 7 vừa qua. Ban vận động tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã tiến hành một chiến dịch lớn tại tiểu bang với hàng trăm nhân viên. Những người ủng hộ bà ở Wisconsin đã gõ cửa hơn 500.000 ngôi nhà và đăng ký hơn 3.000 tình nguyện viên mới kể từ thời điểm cuộc tranh luận vào tuần trước với ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng hòa. Liên quan đến cuộc bầu cử Mỹ, ngày 12 tháng 9, phát biểu trước những người ủng hộ tại một buổi meeting ở North Carolina, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tin rằng cử tri nước này xứng đáng được xem một cuộc tranh luận khác giữa bà và ông Trump. Trước đó cùng ngày, cựu Tổng thống Trump tuyên bố sẽ không tham gia thêm một cuộc tranh luận nào với bà Harris trước ngày bầu cử mùng 5 tháng 11. Trên mạng xã hội Truth Social của mình, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa viết sẽ không có cuộc tranh luận thứ ba, bao gồm cả cuộc tranh luận trước đó với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào hồi cuối tháng 6 và cuộc đối đầu vào ngày 10 tháng 9 vừa qua của ông với bà Harris. Đức Giáo hoàng Francis đã chỉ trích cả hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ vì những chính sách mà ông gọi là chống lại sự sống trong vấn đề phá thai và di cư. Ông khuyên các tín đồ Công giáo Mỹ nên chọn ai là điều xấu ít hơn trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của Mỹ. Trong một cuộc họp báo trên máy bay khi Đức Giáo hoàng Francis bay trở lại Rome sau chuyến công du 4 quốc gia ở châu Á, Ngài được hỏi về lời khuyên cho các cử tri Công giáo Mỹ. Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng Ngài không phải là người Mỹ và sẽ không bỏ phiếu. Cả hai ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump và ứng cử viên Đảng Dân chủ Kamala Harris đều không được nhắc đến tên cụ thể. Tuy nhiên, Đức Giáo hoàng đã thể hiện quan điểm rõ ràng khi được yêu cầu đánh giá các lập trường của họ về hai vấn đề nóng bỏng trong cuộc bầu cử Mỹ, vấn đề phá thai và di cư, mà cũng là mối quan tâm lớn đối với giáo hội Công giáo. Đức Giáo hoàng Francis nói, cả hai đều chống lại sự sống, dù người ấy là người di cư ra nước ngoài hay sát hại trẻ em. Đức Giáo hoàng đã đặt ưu tiên cho tình trạng của người di cư trong nhiệm kỳ của mình và thường xuyên phát biểu mạnh mẽ về vấn đề này.
trong khi vẫn kiên trì bảo vệ giáo lý của giáo hội cấm phá thai. Giáo hoàng đã không nhấn mạnh giáo lý của giáo hội nhiều như những người tiền nhiệm. Giáo hoàng nói rằng di cư là một quyền được mô tả trong Kinh Thánh và bất kỳ ai không theo lời kêu gọi Kinh Thánh để chào đón người lạ là đang phạm một tội nặng. Ngài cũng đã thẳng thắn khi nói về phá thai. Có một cuộc phá thai là giết một sinh linh. Bạn có thể thích từ đó hay không, nhưng đó là việc giết chóc. Ngài nói, chúng ta phải nhìn nhận điều này rõ ràng. Khi được hỏi các cử tri nên làm gì tại các điểm bỏ phiếu, Đức Giáo Hoàng nhắc lại trách nhiệm công dân phải bỏ phiếu. Ông nói, mọi người nên bỏ phiếu và chọn điều ít xấu hơn. Ai là điều ít xấu hơn, là phụ nữ hay đàn ông, tôi không biết. Ngài nói thêm rằng, mỗi người trong lương tâm của họ nên suy nghĩ và làm điều đó. Chiến dịch của bà Kamala Harris và ông Trump chưa ngay lập tức phản hồi yêu cầu bình luận từ Associated Press. Tổng thống Mỹ Joe Biden, một tín đồ công giáo, chia sẻ sự ủng hộ mạnh mẽ của bà Harris đối với quyền phá thai khiến ông cũng như bà Harris bị nhiều người phản đối mạnh mẽ. Ông Trump hứa sẽ trấn áp tình trạng nhập cư bất hợp pháp và trục xuất hàng triệu người nhập cư đã ở Mỹ nếu được bầu vào nhiệm kỳ tổng thống thứ hai. Ông cũng từ chối việc loại trừ việc xây dựng các trại giam dành cho những người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ. Mỹ có khoảng 52 triệu người công giáo trên toàn quốc. Họ thường được coi là những cử tri dao động quan trọng. Ở trong một số bang chiến trường, bao gồm Pennsylvania và Wisconsin, hơn 20% người trưởng thành theo công giáo. Cuộc họp báo hôm 13 tháng 9 không phải là lần đầu tiên Đức Giáo Hoàng lên tiếng về cuộc bầu cử ở Mỹ. Trước cuộc bầu cử năm 2016, Đức Giáo Hoàng đã được hỏi về kế hoạch của ông Trump xây dựng một bức tường tại biên giới Mỹ-Mexico. Khi đó, Đức Giáo Hoàng tuyên bố bất kỳ ai xây dựng một bức tường để ngăn chặn người di cư không phải là người Kitô hữu. Trong phản hồi hôm qua, Đức Giáo Hoàng đã nhắc lại việc Ngài đã cử hành thánh lễ tại biên giới Mỹ-Mexico và có rất nhiều đôi giày của những người di cư đã kết thúc một cách tồi tệ ở đó. Thẩm phán tại bang Georgia của Mỹ đã bác bỏ thêm hai cáo buộc hình sự nhằm vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong vụ kiện liên quan đến can thiệp cuộc bầu cử năm 2020, đồng thời bác một cáo buộc khác nhằm vào các đồng minh của ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa này. Quyết định này liên quan đến các cáo buộc rằng ông Trump và các đồng minh đã tổ chức một nhóm đại cử tri giả mạo và nộp đơn kiện dân sự thách thức kết quả bầu cử với những tuyên bố sai lệch. Thẩm phán tòa thượng thẩm hạt Fulton Scott McAfee nhận định rằng các công tố viên bang Georgia không có thẩm quyền để đưa ra những cáo buộc liên quan đến việc nộp tài liệu sai sự thật về phiếu đại cử tri tại tòa án liên bang. Dù có thêm hai cáo buộc bị bác bỏ, thẩm phán McAfee vẫn cho phép các phần còn lại của vụ án được tiếp tục, trong đó có 8 cáo buộc chống lại ông Donald Trump. Luật sư Steve Shadow của ông Donald Trump nhấn mạnh quyết định hủy bỏ hai cáo buộc lần này của thẩm phán hạt McAfee là một chiến thắng. Ông Donald Trump và đồng minh bị cáo buộc tìm cách lật ngược kết quả bầu cử ở Georgia sau khi để thua trước đối thủ Joe Biden vào năm 2020. Cáo trạng ban đầu do công tố viên hạt Fulton Fannie Willis, thành viên Đảng Dân Chủ đệ trình, nhằm vào 19 người với 41 cáo buộc. Trong đó, ông Donald Trump đối mặt với 13 cáo buộc. Ông Donald Trump phủ nhận cáo buộc và không nhận tội. Thẩm phán McAfee hồi tháng 3 đã hủy bỏ 3 trong số 13 cáo buộc này. Theo hãng tin CNN của Mỹ, quyết định bác bỏ thêm hai cáo buộc hình sự vẫn chưa được áp dụng chính thức đối với ông Donald Trump vì vụ án của ông đang trong trạng thái hoãn nhận kháng cáo. Ban đầu, vụ án của ông Donald Trump được công tố viên Fannie Willis giám sát. Tuy nhiên, vụ án đã bị hoãn lại từ tháng 6 khi tòa phúc thẩm của bang cần thời gian để cân nhắc tước vai trò của bà Willis do những lùm xùm về mối quan hệ với một cấp dưới. Trong diễn biến liên quan, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12 tháng 9 tuyên bố ông sẽ không tham gia một cuộc tranh luận trên truyền hình khác với đối thủ bên Đảng Dân Chủ là Phó Tổng thống Kamala Harris. Trên mạng xã hội Truth Social của mình, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa Donald Trump viết sẽ không có cuộc tranh luận thứ ba, bao gồm cả cuộc tranh luận trước đó với Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi cuối tháng 6 và cuộc đối đầu ngày 10 tháng 9 vừa qua của ông Trump với bà Harris. Sau cuộc tranh luận vừa qua, giới phân tích nhận định ông Trump đã bị bà Harris đánh bại khi liên tục bị đối thủ bên Đảng Dân Chủ gài vào thế bị động, lúng túng và nói sai sự thật. Nhiều thành viên của Đảng Cộng Hòa cho rằng ông Trump đã bỏ lỡ cơ hội công kích bà Harris trong khi liên tục mắc bẫy khi bị đối thủ chọc tức. Theo thống kê của New York Times, thời gian phát biểu của bà Harris là 37 phút 41 giây, ít hơn so với 43 phút 03 giây của ông Trump. Tuy nhiên, thời gian công kích đối thủ của Phó Tổng thống đương nhiệm là 17 phút 25 giây, trong khi cựu Tổng thống chỉ là 12 phút 54 giây. Những con số này có sự khác biệt đáng kể so với cuộc tranh luận do CNN tổ chức vào hồi tháng 6 vừa qua, khi Tổng thống đương nhiệm Joe Biden ít hơn đối thủ cả về thời gian phát biểu cũng như thời gian công kích đối thủ. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một đồng minh lâu năm của ông Trump, gọi cuộc tranh luận giữa ông Trump với bà Harris ngày 10 tháng 9 là cơ hội bị bỏ lỡ.
Thượng nghị sĩ Graham nói về Phó Tổng thống Harris. Tôi nghĩ bà ấy đã xử lý tốt các tình huống. Thất bại lớn nhất của bà ấy là thuyết phục mọi người rằng mọi thứ sẽ thay đổi nếu bà ấy trở thành Tổng thống. Thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa Kevin Cramer cho rằng ông Trump sẽ làm tốt hơn khi tập trung chi tiết vào lãi suất thế chấp, dữ liệu lạm phát và vấn đề nhập cư trong nhiệm kỳ của ông và so sánh với số liệu dưới thời chính quyền đương nhiệm. Ông Cramer nói, tôi nghĩ rằng cuộc tranh luận hôm trước là điều không may cho ông Trump vì đáng lẽ ra ông nên tập trung vào các chi tiết để nhấn mạnh thông điệp của mình. Ông ấy sẽ phải làm lại điều đó với các cử tri dao động ở các bang chiến trường. Ông Cramer cho rằng bà Harris đã thể hiện tốt trong cuộc tranh luận, nhưng ông không nghĩ bà đã đánh bại cựu tổng thống. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!